Mến chào toàn thể quý vị. Vâng, quý vị và các bạn vừa xem cái hình ảnh có cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật và hai chữ An Tây. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy đúng không ạ? Thì cũng rất là vui. Hôm nay là tôi được xuống Hải Dương. Ở đây là thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương quý vị ạ. Tôi ghé thăm cái vườn. Đấy, có cái pháp danh là An Tây của nhà anh Hưng ở dưới thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy. Thì hôm nay tôi ghé qua đây, tôi làm một cái chương trình nho nhỏ gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn ngắm cái không gian vườn của gọi là đây là An Tây Garden quý vị ạ. Một cái sân vườn mới được xây dựng, mới được làm cách đây 3 năm thôi, 3-4 năm. Thời điểm dịch Covid-19 rất là căng ở Việt Nam chúng ta đấy. Đây bên này thì bạn ấy bố trí một cây mai chiếu thủy và hai cây hoa giấy đây. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy hai cây hoa giấy. Đây. Không gian thì cực kỳ đẹp. Tôi sẽ đi vào bên trong. Tôi quay, tôi làm chương trình, tôi gửi tới cho toàn thể quý vị. Đây, không biết là cây này là cây gì, nhưng mà cây này theo tôi, cá nhân tôi đánh giá thì đây là một cây nhập khẩu, cây ở nước ngoài. Tí nữa tôi sẽ lên kia tôi hỏi anh chủ. Và cũng được biết là anh chủ của đây thì có cái sở thích là chỉ chơi tùng thôi, tùng La Hán. Quý vị ạ, chỉ chơi tùng La Hán. Đấy, quý vị và các bạn đang nghe mấy anh nói chuyện léo nhéo. Bên này là một cây cây này không biết là cây vạn tuế hay là cây vạn tuế thì phải quý vị ạ. Đấy. Đây cái pháp danh An Tây đằng sau cái cây ấy, đằng sau cái cây lớn này. Quý vị và các bạn có thể thấy là anh chủ bố trí là rất là hài hòa, hai bên là hai bậc thang để đi lên. À, giới thiệu với quý vị nhé, đây An Tây là ngày xưa là cũng là cái salon tóc, đấy salon tóc của anh chủ đây, tóc và móng, một người làm về nghệ thuật rất là nhiều. Một không gian phải nói là tuyệt vời quý vị ạ. Anh Mạnh ơi, em mời anh bóng nước. Chào Ngọ nhá, hôm nay lại rảnh rỗi xuống ấy à, xuống Chí Linh chơi à em? Em thỉnh thoảng hay đến đây uống trà gọi là ngắm cây anh ạ. Vâng, đây giới thiệu với toàn thể quý vị. Đây là tiếp khách quý này. Đây là anh chủ của cái vườn An Tây đây. Đấy. Anh vừa mới đi từ ngoài vào đến trong này, thấy là cái không gian ở đây phải nói là tuyệt vời. Đây thì anh em cũng đang gặp nhau bạn đàm uống trà. Ừ, đấy. Ngắm cây. Thì bảo là anh em cùng về nhà vườn An Tây uống trà nhá. Thôi thì cứ tự anh em cứ tự nhiên. Chỗ này em có một cái hồ koi rất là đẹp. Chỗ này thì em nuôi bao nhiêu con cá koi hả em? Cá to cá nhỏ thì tầm cũng khoảng gần 50 con đấy. Nhưng đây là em nuôi cả cá chép mình nữa. Chép đen với một con chấm đen hơn 20 cân. À cả chấm đen kìa. Đây. Ui dồi ôi. Như tàu ngầm. Đây này. Ôi giời. Con này hơn 20 cân kìa. Hơn 20 cân, còn chép đen mỗi con chục cân. 3 con chép đen, 1 con chấm. Sao em không nuôi kiểu con cái loại dòng cá gì mà to to ấy nhỉ? Hải tượng hay cái gì á? Nhở? Hay là nó lại không gần được bọn này? Nó không chịu được lạnh lắm anh ạ. À. Trong hải tượng ấy, ở trong miền Nam chơi thì dễ, chứ ngoài miền Bắc mình thần hơi khó lắm. Nó khỏe và to và màu vảy cũng đẹp ấy. À. Nó chịu lạnh là sẽ kém. Vâng, một không gian người miền Bắc mình mang hải tượng về chơi nhiều ấy chứ. Một không gian sân vườn Nhật rất là đẹp. À, gì nhở, em có thể chia sẻ cho quý vị và các bạn trên kênh của anh biết là
cái sân vườn này em xây được mấy năm rồi không? Lúc nãy thì anh đoán là nó rơi vào khoảng 3-4 năm, nhưng không biết là có chính xác hay không. Thì bây giờ có ông chủ đây thì ông chủ có thể chia sẻ cho quý vị thông tin được chính xác hơn. Em là khi vào đây là bắt đầu bước vào đây là đặt một nhát cuốc đầu tiên để cuốc làm móng ở đây. Là từ ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Thế là coi như là bước sang năm thứ 3. Đúng rồi ạ, bước sang năm thứ 3. Rất là tuyệt vời. Lý do gì mà em lại chọn cái vị trí gọi là xa thành thị, xa xa cái là trốn phồn hoa mà em lại trở về đây? Anh thấy cái không gian đây, quý vị và các bạn có thể thấy là xung quanh toàn cây cối, toàn rừng đồi thôi. Đấy. Thực ra thì nói thật với anh là khi lúc còn thanh niên một chút ấy, chưa lập gia đình thì rất là muốn ở thành phố. Đấy. Thế thì khi bắt đầu mình đã làm ở thành phố hàng mười mấy năm rồi. Thế ông bắt đầu là có gia đình, có vợ, có con rồi. Đấy là mình cũng đã thấm thía trong cuộc sống rồi, mọi thứ cũng quan trên, cũng cảm thấy cũng rất là mệt mỏi. Thế thì cũng có tư duy thôi, cũng chưa xác định là về ngay. Nhưng mà khi bắt đầu gặp dịch ấy, dịch Covid ấy, đại dịch Covid thì nó cách ly xã hội. Mà cảm thấy sống ở thành phố thì cách ly xã hội nó rất là ngột ngạt. Đấy, thế thì bắt đầu em mới bàn với vợ em, bảo thôi thì cuộc sống chẳng biết sống được bao lâu. Thì mình cũng bảo thôi thì được cái cuộc sống sẽ được cái này thì sẽ phải mất cái phải đánh đổi quy luật bù trừ cả. Đúng không? Đúng rồi, quy luật bù trừ thì mình về thôi, chấp nhận là mình bán đất ở thành phố, mình đổi đất ở thành phố để mình về quê. Thì mình đổi đất ở thành phố thì nó nhỏ, thì mình đổi nó có giá trị hơn, mình đổi về quê thì mình mua một khoảng đất rộng hơn một chút, thì mình làm sao mình chọn cái khuôn đất cách thành phố tầm khoảng 3-4 cây gì đó, nó vẫn gần trung tâm thành phố để mình còn đưa đón con đi học với mọi thứ. Thì con cái vẫn học ở dưới đấy, nhưng mà em thì về đến đây thì xây dựng một khuôn viên cho con cái nó có không gian nghỉ ngơi. Vợ con cũng thế, thì con thì con gái, em có hai cô con gái thì thích là bể bơi. Thế thì cô xây dựng một cái bể bơi. Vợ thì thích vườn để trồng hoa thì vườn hoa, còn em thích vườn cây ao cá. Thế là về đây thì đáp ứng đủ cho gia đình. Thế thì bây giờ để coi như là hôm nay cũng mang tính chất gọi là để chia sẻ và cũng cho khán giả trên kênh của Mạnh Bonsai được gọi là tham quan cái không gian vườn của đây gọi là An Tây Garden. Đấy, để cho quý vị và các bạn gọi là có một cái nhìn không gian để tham khảo. Rất là đẹp. Rất vui hôm nay được đón tiếp anh Mạnh Bonsai. Okay, xin chào tất cả những anh em và tất cả mọi người chơi cây trên toàn đất nước nhá. Ok. Nào, bây giờ anh em mình đây giới thiệu với quý vị kia có bạn Ngọ đang ngồi uống nước đấy. Một ok, một khán giả cũng như là rất là fan của anh Mạnh. Rất là xuất hiện rất là nhiều ở trên kênh của tôi rồi đấy. Đây. Ngọ cảm nhận như thế nào về cái không gian của An Tây đây ạ, Ngọ? Nhờ cây và nhờ cái không gian này thì hai anh em kết nối được với nhau và cũng đã chơi với nhau được khoảng đâu đó khoảng gần 2 năm rồi ạ. Thì khi mà được biết anh An Tây thì em cũng bất ngờ. Vì anh ấy ngày xưa là em cũng biết là anh ấy mở cái salon tóc ở trên Sao Đỏ, gọi là thành phố Chí Linh ấy. Cũng khá là nổi tiếng. Thế nhưng mà sau đó anh đùng một cái là anh quay về đây cái là anh trong khoảng hơn một năm mà là anh xây nhà xong bắt đầu anh bố trí sân vườn này, anh mang đâu đó chỉ khoảng hơn 3 tháng anh mang một loạt cây về anh để kín đây luôn. Thế là lúc anh em còn giật mình luôn. Thế khi mà anh về bài trí xong thì bắt đầu là anh qua thì nước mới lại sư phụ em cũng là trong họ, thế bắt đầu là cũng qua duyên sư phụ thì em được gặp anh. Thế là nhờ đó thì cũng có thêm một cái sân chơi để khi mà rảnh thì anh em lại cùng nhau là uống nước rồi ngắm cây, xong sau đó thì lại cùng đi chơi ở thăm nhau ở các nhà vườn này nhà vườn kia. Thế rồi nhất là các cái triển lãm ở trên toàn quốc vào thời điểm 2022 và 2023 thì rất là rầm rộ. Thế thì hai anh em lại rủ thêm một số anh em khác là cùng đi với nhau. Đấy là một cái duyên là nhờ cây thì có cái sự kết nối với anh em thì nó sẽ có cái cùng hướng nhìn và cái và để cùng có một cái chặng đường đi nó vui. Thì bây giờ tiện là có ba anh em ở đây thì là có đây cả anh chủ nhà chủ vườn luôn, rất là tuyệt vời đấy. Một cái sân vườn của nó là cũng là nhiều anh em là cũng rất là mong ước. Mỗi tội là người thành phố thì là đất chật người đông, cho nên là nghe chừng là thực hiện ước mơ mà để như thế này đành cũng phải đành gọi là phải về núi thì mới có được. Thì mấy anh em mình cùng đi tham quan cái uống
sân vườn của anh chủ cái đây, ở đây giới thiệu với quý vị, ở đây bây giờ có bà chủ đấy. Vâng, em chào chị. Thế bà chủ lúc nãy đi đâu mà bây giờ mới lại thấy xuất hiện này? Mình đang ở phía đằng sau một chút. Chắc là bận bịu công việc của phụ nữ đúng không ạ? Thế bây giờ là thôi, cùng kết hợp với cả vợ chồng nhà vườn An Tây đây, cùng với cả hai anh bạn kia, thì mấy anh em mình sẽ đi tham quan một vòng xung quanh sân vườn nữa. Thế thì mời khán giả của bên kênh Mạnh Bonsai. Thế lý do gì cho anh hỏi là em lại chỉ chơi đa phần là tùng như thế này? Thực ra thì khi chơi cây thì có đa dạng lắm anh ạ. Đấy thì nó cũng là một nhân duyên. Thì em tìm hiểu ở trên mạng rồi trên sách vở. Thì mới nói là những cái cây tùng này là đầu tiên là có một câu các cụ vẫn truyền nhau, các bậc thánh nhân truyền nhau là quân tử thì chơi tùng. Đấy thì em lại rất thích cái từ đấy. Thế thì mình thì là người rất là thẳng thắn, thẳng tính, thì mình cũng rất muốn là mình không vỗ ngực mình là người quân tử, mà mình muốn chơi để hàng ngày mình học cái lát quân tử của tùng. Đấy thì học cái lát quân tử và hiên ngang của tùng thì mình hàng ngày nhắc nhở mình. Thì và đặc biệt nữa lại là những cái dòng cây này dòng cây quý dành cho giới thượng lưu và giới vua chúa ngày xưa chơi, thì mình cũng muốn học và mình muốn sở hữu và muốn học để xem cái lát của giới thượng lưu và vua chúa chơi như thế nào. Đấy là mình có, nó cũng có những cái từ nhân duyên như thế. Thì khi em quyết định là em chơi chỉ hiện tại bây giờ là thiên sâu về tùng. Thì được cái cả hai vợ chồng đều có chung sở thích anh ạ. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy là bạn ấy bố trí và nó là rất là tuyệt vời, hài hòa một cái sân vườn của nó là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đây quý vị và các bạn. Hình như là anh nhận ra rồi, là cái hai tác phẩm tùng này là đợt triển lãm ở trên Đông Anh hay gì nhỉ? Bắc Ninh là em cũng mang hai cây tùng La Hán này đến sân chơi đó đúng không em? Đúng rồi. Cái lần triển lãm chào mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì vậy. Đấy. Đúng rồi. Nhân duyên thì khi lúc đó thì em cũng mới thành lập. Thì là lúc đó là các anh ở bên Bắc Ninh ấy đi mời thì là cũng được giới thiệu về nhà em. Thì bắt đầu các anh mới biết, thì các anh đến là các anh chấm điểm luôn tại vườn. Là những cái cây này là đi chơi. Các anh ấy mời trực tiếp tác phẩm đấy. Thì cũng rất là may mắn khi đi chơi này thì em mang 5 cây đi. Thì 2 cây này là em tham quan điểm chấm thi đấy. Thì là cũng rất là may mắn thì là được một cặp này là chung vào một tác phẩm, là em đặt tên là Như Ý Cát Tường thì cũng được giải vàng. Đấy, một trong top 20 giải vàng của tỉnh Bắc Ninh năm ý. Đúng rồi, năm 2022. Vâng, rất là tuyệt vời hai cây tùng bay. Đây là tùng La Hán, nhưng mà tùng La Hán Việt Nam mình đúng không em? Đúng rồi anh ạ. Cái này là của miền Bắc mình đấy. Tùng này là tùng của miền Bắc. Gốc Bắc làm từ ngày xưa, cái này là có gốc tích đấy anh ạ. Nhưng mà cái cây này thì cái xuất xứ là nó ở đâu rồi em? Cái này là ở Nam Điền anh. Cũng ở dưới Nam Định à? Thì em là người cũng là nhân duyên được sở hữu cây này. Không thì cũng không ấy. Vì ông là chủ đầu tiên là khi ông tạo tác cái cây này từ lúc bé. Chính xác ra thì em cũng không nói là thực tế là khi gặp ông ấy, nhà phỏng vấn trực tiếp là ông cây này là năm sinh là 1980. Là ông mua cây này, hai cây này là 1.600 đồng một cây. 1.600 đồng một cây. 1.600 đồng một cây, lúc đấy là 3.200 đồng hai cây này. Ông làm từ năm 1980. Mà tự tay ông làm. Mà ông trồng trên chậu là tự tay cặp này. Chứ không giấu giếm gì, cứ bảo hàng trăm năm như này kia thì em không ấy, cứ cái gì cái thực tế. Đấy. Là nó tuổi đời của nó là rõ ràng là như thế và có nguồn gốc xuất xứ. Chứ mình không muốn nói lên làm gì cả, mình là chơi cái lét đẹp mà. Tức là hai cây, cây bên này là em đặt là Như Ý, cây bên kia là Cát Tường. Đúng rồi ạ. Rất là tuyệt vời. Em thì mình cứ thiên về những cái gì nó nhẹ nhàng. Đấy là khi mình đi làm về mệt mỏi, đi ra ngoài, nó rất là mệt mỏi. Anh cũng biết rồi, ra ngoài xã hội nó nhiều cái mệt mỏi. Khi về nhà mình nhìn cái vườn cây là một này, và mình nhìn cái cặp cây, hai cặp cây này chào. Một cặp cây này chào mình, từ Như Ý Cát Tường mình nhìn cảm thấy nó thoải mái và nó nhẹ nhàng hơn. Nó là không gian quá tuyệt vời em ạ. Thích những cái gì đó nó nhẹ nhàng. Đây quý vị và các bạn có thể thấy ấy, có thể thấy cái cặp cái cây mộc này, hoa
nở thơm lắm. Cây này là từ 587 này, thơm phức rồi. Cây mọc này là em mua của ông cụ, là ông cụ từ 587. Cây này là từ 587. Đúng rồi. Cây này không già bằng cây kia già hơn. À. Cây này form đẹp đúng không anh? Cây này, ừ, cây này bóng. Chơi cây cảnh hoa, cảnh hương này nhức bóng nhỉ thơm. Của ông cụ là em mua của ông cụ, ông cụ gọi là đúng bằng tuổi, kỷ niệm đúng bằng tuổi quan ông. À. Ông ấy không có nhà thì bà bán. Đến lúc là em mua là bắt đầu ông mới bảo là ông đổi cho cây to hơn. Ừ. Đấy là ông giữ lại cây này nhưng mình đã mua rồi thì nó là nhân duyên rồi, mình không đổi nữa. Rồi. Đấy, ông đổi cho cây to hơn nhưng về sau ông không làm cái nào, ông mới bảo là cố để chơi. À. Chứ cái cây này là kỷ niệm, là đúng thời ngày đẻ con ông ấy thì ông mới dòng cây này. Nó là cái tích là giữ kỷ niệm. Tuyệt vời. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh có cái góc này đẹp thế này. Đây quý vị và các bạn có thể thấy là đây là một cây cây thông. À, ngọ cũng có một cây thông phải nói là rất là đẹp ở vùng Chí Linh này đúng không em? Cây này là cây bay. Phải nói là anh ăn Tây là anh cực bố kỳ trí là, rất là hài hòa. Là tín đồ của Tùng rồi nhưng mà cũng không, mình gọi là rất thích về lá kim. Mình gốc ở Chí Linh nên là mình vẫn có những cái sản phẩm nó mang những chất đặc trưng của Chí Linh. Tức là nó đặt ra nó xuất hiện ở trong không gian. Đặt bay ra hồ coi nhìn rất là hài hòa luôn. Vâng, cũng phải dành cực kỳ cho một hợp cái lý. Vị trí gọi là đắc địa ở hồ trung tâm. Trước đây này em có cây to này nhưng mà vì không có chỗ đặt thì đặt tạm ở ngoài đấy để lại nuôi tiếp. Đặt những cây nhỏ nhỏ này vào để bay ra. Bay vào hồ cá. Đấy. Anh em mình tiến sâu thêm tí nữa đi. Tuyệt vời. Đúng là cái thông Chí Linh có cái nét đặc sắc rất là đẹp. Đấy. Em phải công nhận là cái màu. Đây, đây có ông đang ngồi câu cá này, câu này giật cả ngày hết đàn này. Đôi long cổ này là cổ đời kinh khủng luôn. Ừ, đây. Lâu lắm lắm. Nó lên được cái hai cây tùng cái bóng, hai cây tùng dáng long. Xoắn quặn hết rồi mà già, nói chung là đồ già. Không, đôi này là không vây bổ làm không là khá lâu làm theo không biết là như thế nào nhưng mà nhìn mọi thứ là nhìn nó có những cái nét đúng là tuổi đời. Một cặp quý vị, ba cây này là em mới ngọ đấy, mấy anh em cùng bàn bạc là đặt tên. Đây, cây này là nham thành bát nhiên tùng. Đây cây trực nó giống như là nó tượng trưng thôi chứ mình không phải bắt chiếc ai cả. Thế thì mình tượng trưng mình nhìn thấy mấy anh em chiều tượng này nhìn thấy nó giống như một ngọn núi lửa. Các cái rễ này nó chảy xị như này, nó thiên tạo, nó chảy xị nó giống như là các cái dòng dung nham nó chảy. Gọi là đấy là dòng núi lửa lại nó phun trào lên ấy, dòng dung nham nó chảy thì mấy anh em này, đấy, mấy anh em là đặt tên là Nham Thạch Bách Liên Tùng. Nham Thạch Bách Liên Tùng. Đây, tên bên này. À, ừ, rồi lúc nãy anh cũng... Cây này ở Nam Định Thạch, Bách Liên Tùng. Rất nhiều người là đã muốn sở hữu nhưng mà rất may mắn là duyên lại về với Chí Linh. Chí Linh. Thế là cây này vấn đề ở đây là giá ở, thôi ạ. Cũng nghĩa là cũng ở dưới đối với người chủ thì đây là một cây tất rất cả quý. Là em đều mua ở dưới Nam Định, Nam Định hết. À. Tất cả nguồn ở đây là mua Nam Định hết. À, tuyệt vời. Đi triển lãm thì em thấy cây tùng thì chưa xuất hiện nhiều nhưng qua một số cái tác phẩm xem thì cây nham thạch cây tùng là có ủ bệ người bệ hoa hiếm thế. Cây này chưa có tên. Đúng không em? Chỉ là cây long hóa. Ừ. Đấy. Nói chung là thật ra anh ạ, chơi cây thì đôi lúc đặt tên cũng là cái nhân duyên ấy. Không phải có cây và phù hợp với tên chứ không phải cứ đặt đâu. Cứ thích đặt là đặt đâu. Đấy, đúng nó cứ có nét đẹp là được. Mình chơi cây, chơi gọi là chơi cái văn hóa nét đẹp, chơi cây thì cứ nét đẹp là được và mình thích thôi. Chứ còn đâu là không phải cây nào cũng có tên được. Đấy, khó lắm. Mà đặt tên thì trùng chéo nhau thì nhiều lúc nó buồn cười lắm. Tuyệt vời đó. Lại cứ cố đặt tên thì nó lại càng vô duyên, càng buồn cười. Thế là trong vườn đây của em là có bao nhiêu cây tùng lớn bé tất cả em? Nói chung em cũng không nhớ. Là mua về là dòng những cây này là nhiều lúc mình không đếm mà mình chỉ là thích thì là mình mua về và mình chăm bẵm và cũng nói thật là em là không phải là một nghệ nhân để tạo tác lên. Ừ. Thế là ở đâu thì em cũng nói rõ là em là người thừa kế thôi. À. Đấy, thế là mình cứ những cái cây to cây nhỏ này nhiều lúc phải ngồi phải đếm, cũng có rất nhiều người hỏi và em trả lời rất nhiều rồi nhưng mà cuối cùng em xong rồi là thôi em không nhớ nữa. Mình chỉ có hàng ngày là mình như hai vợ chồng chuyên tâm vào để chăm cây thôi, làm sao mà tươi tốt, nhưng mình không những cái đấy là không nhớ, là gạt ra khỏi đấy. Quý vị và các bạn có thể thấy một không gian
Phải nói là chỗ này tổng diện tích này của em là nghìn mấy? Em rơi vào hơn 1.000 mét. Còn ở trong đường này, còn đông ngoài này thì chưa khai phá. Vậy vẫn còn bên cạnh đấy nữa. Ngoài đang để cái phôi này tham quan ngoài. Bố về quê thì phải cái giá phải trả một phần đấy, mình được lại cái không gian đẹp như này để mình. Ngoài kia cũng có một số cây thông của chi lính đang tạo tác. Cái này em chưa biết. Cây này hả? Cây này là cây cà chua thêm gỗ. Cà chua. Đang ra quả đấy. Thế là cũng xem quảng cáo là nhiều nhưng thực tế nhà anh thì được cái là hai vợ chồng rất thích. Cà chua thân gỗ ấy à? Đúng rồi. Quả đây. Anh. Đấy, lại rất thích những cái gì đó mà đây, nó lạ lạ. Đúng rồi. Nó lạ lạ độc đáo chút. Đây. Đây quý vị ạ. Ôi giời. Cà chua thân. Đúng quả cà chua. Có ăn được không em? Ăn được nhưng mà nó phải chờ nó chín đấy nhỉ? Ờ. Chờ chín, bây giờ nó vẫn chưa chín. Một không gian phải nói là tuyệt vời đấy. Đây là không gian này là em xây dựng này là nó cũng mang tính chất là mình đang làm tóc và bây giờ em vẫn đang làm tóc. Mình lại là muốn thử tìm hiểu cái khả năng của mình là tự thiết kế ra cái khuôn viên và tự thiết kế khuôn viên và mình cũng mua cây và về đến đây là mình cũng thêm vào cái mảng làm cây. Đấy là làm về hướng cây cảnh. Thì là cũng tự mình chăm sóc, tự mình thiết kế những cái này để bố trí, tức là vừa là hàng chơi và cũng là hàng trưng bày để anh em đến tham quan và giao lưu, đủ duyên để giao lưu với nhau. Hoặc thậm chí là đủ duyên thì với một nhà ai đó đang chuẩn bị xây dựng một cái khuôn viên sân vườn, người ta cũng thích kiểu phong cách của mình thì em cũng sẵn sàng, em cũng đến tư vấn. Đấy, tư vấn thiết kế mà mình cũng có một cái đội thợ riêng. Đấy, còn làm cả không gian đằng sau này nữa đúng không em? Đúng rồi. Đây quý vị và các bạn có thể về đằng này nhá. Sao lý do gì em trải sỏi ở chỗ cái này là đầu tiên là không gian đi như này mà ngày xưa là em nhớ là mà cụ không Hồ, không trải bị người quan của Việt Nam thì nhớ là cụ Hồ là ngày xưa là cụ Hồ thời chiến tranh ấy, cụ Hồ lý giải là cụ Hồ giải này để vừa sạch này và đi cũng là có một cái gì đó nó gọi là an toàn đúng trong không? Ấy, trong về đêm ấy hoặc là đấy là mọi người đi lại là nó sẽ có tiếng động. Chính xác. Thì cụ Hồ sẽ làm cái này là giống như là một cái gì đó nó tạo ra một cái nét an toàn để cho về đêm ấy là tĩnh lặng, là nếu mà có một người lạ đi đến là mình sẽ biết. Rất là hay đấy. Vâng quý vị, đây là không gian đằng sau cũng rất là rộng quý vị ạ. Và đằng sau này thì chỗ này có một cái bể bơi đấy. Đây là phục vụ cho hai cô con gái rượu. Phục vụ cho hai cô con gái rượu là hàng ngày là mùa lúc nào cũng ấy. Cho các con để lúc nào cũng được bơi lội tung tăng rất là sướng đấy quý vị. Và bên này cũng là một cái đồi. cây tùng rất là đẹp. Cây này là mua là nhân viên là khi cây này là em khuôn trong phòng ngủ và tất cả mọi thứ đều đổ dồn về đây. Và khuôn viên này thì vợ chồng em phòng ngủ khi tỉnh mở mắt dậy là nhìn thấy cả cây này, đúng không? Thì nó tượng trưng giống như là vợ chồng ấy, cặp vợ chồng đấy. Đấy là lôm la là vợ chồng ấy thôi chứ theo chơi theo phong cách của mình. Đấy là như thế là em đặt tên là cây này là cặp đũa vàng. Thì đây là hai vợ chồng thường xuyên là hai chụp ảnh là cứ đứng như này ông hai nhau nhìn là tượng trưng. Đúng rồi. Mình chơi theo một cái phong cách riêng của mình thôi. Ông đây đúng rồi, đây không gì là quá cầu kỳ cả. Tác phẩm này là đúng là chuẩn phu thê rồi. Một cây ấy, một cây cao, một cây thấp. Cao thì tượng trưng cho người chồng, thấp thì tượng trưng cho người vợ. Việt Nam ta là như vậy, người đàn ông thì bao giờ cũng cao lớn, vạm vỡ hơn là trụ cột của gia đình rồi. Đấy, che chở cho vợ con và cho cả gia đình. Ở đây anh thấy có một cây rất là lạ này. Cây này thì anh lúc đầu anh bảo là cây sim nhưng mà nó bảo họ nhà sim. Rất là đẹp. Mai ông. Đâu nhận nở. Cũng là hàng nhập. Cái này là tức là cây nhập. Này là cây ngoại à? Ra vâng, ra quanh năm, ra hoa quanh năm này. À quanh năm cơ. Đúng rồi. Là hết lứa này đến lứa khác. Đúng rồi. Gần như là hiếm khi em nhìn thấy cây này không có hoa. Lúc nào cũng có hoa. Nó gọi là cây gì em? Đây là một số người gọi là cây mái Thái. Người này gọi là cây mái ông. Trước em mua ở đâu? Cái này phải nhà em đấy. Nhà em là chuyên về khoa. Còn đây mới là đúng không? Đây mới là sim đúng không? Đúng rồi, đây mới là sim, là quê của Chí Linh Hải Dương này. Đúng rồi. Đó, tuyệt vời.
trông thế này thôi, nhưng mà để mà nói thơm lắm. Có được một cây như này ấy, cực khó luôn. Đúng rồi, rất là khó rồi. Và mình mắc thôi, trong Đà Lạt thì em không nói. Trong Đà Lạt thì người ta trồng. Là cây này là nó không không nó lên được cái bụi này. Cây này là nó nó có nó sợ nóng à hay như nào à ngọ? Nó không chịu lắm. Cây này nó chỉ phù hợp vào lạnh thôi, xứ lạnh. Nó ưa ẩm nữa. Nhưng ưa ẩm nhưng lại nó lại không. Rất may làm sao mà cây này là sống sót được là ở đây là tưới ẩm đều và đằng này được che chở. Tức là gần như ít khi bị nắng, chỉ bị nắng một tí sáng thì mới nuôi được chứ. Nó gọi là cây gì nhỉ? Lavender nhỉ? Lavender. Thơm lắm. Rất là thơm. Em đã thử nghiệm rồi. Đấy, có cô Mai là có trường cấp 2 Chí Linh ấy. Cô ấy rất mê cái cây này và em tìm mang đến cho cô ấy những cô ấy để hỏi là tại sao mà nó lại mọi người lại rất là thích cây này và cái ưu điểm của nó là cô thấy mà cô cháu thấy cô hơi mệt mỏi. Cô lấy tay cô vuốt này, cô vuốt cái lá. Thế à, vuốt lên ngửi thơm à? Lên mũi cô ngửi. 30 giây sau cô ấy kiểu cảm giác gai gai trong người, xong bắt đầu cảm giác bắt đầu tinh thần hưng phấn, mắt mở rộng lên, đồng tử nó sẽ mở rộng lên. Ôi ngõ sao công nhận là cái này lạ thật đấy. Cô đang hơi đau đầu mà đúng cô đưa cái này lên mũi ngửi mà tự nhiên mọi thứ khác hẳn. Tức là cây này cũng xuất xứ ở nước ngoài à? Cái lavender này thực ra thì Việt Nam mình trồng được hơn thường ở miền sống ở nước ngoài, nhập về Việt Nam là Đà Lạt. Thì miền Bắc của mình có Đà Lạt đã trồng cái này không? May là năm ngoái rồi là cây to. Đây, quý vị và các bạn có thể ngắm toàn bộ không gian đằng sau đây, rất là tuyệt vời đấy. Đây là em có đi em bố bà thì có cái em vẫn chuyển cái phòng làm việc của em về đây. Ở đây quý vị chỉ chuyên làm khách quen, khách đặt lịch trùng hợp giờ với mình làm. Quý vị và các bạn xem đầu video rồi quý vị thấy đấy là tôi có quay một cái biển An Tây tóc và móng, chính là xuất xứ là ngày xưa là ông chủ là đây làm nghề tóc nha quý vị nhá. Đấy, vẫn cả một cái vẫn giữ nghề. Vâng, cả một cái không gian để vào đây để tri ân với khách. Mục đích này em làm cái này khuôn viên này là để tri ân với khách gắn bó với mình hàng chục năm. Tức là trước kia trên phố thì đương nhiên nó không rộng được mà thoáng như này và người ta gắn bó với mình hàng 35 ấy. Thì mình bây giờ mình muốn về xây dựng một cái mô hình này để cho mọi người người ta đến ấy. Người ta làm nó giống như được đi nghỉ dưỡng đấy, thậm chí là con cái đến đây mùa hè đến đây là làm để bơi, mẹ cứ làm tóc ở trong này và con để bơi xong là vào phòng kia có phòng để dành cho khách, tức là khách quen. Đúng rồi, vẫn coi như là vẫn đều đặn thường đúng xuyên rồi. Và vẫn vào đây đúng rồi. Để họ làm tóc và họ làm làm đẹp, được nghỉ ngơi, làm đẹp và được trải nghiệm nghỉ ngơi. Và có con gái thì muốn bơi lội thì mùa hè ấy bơi và bơi xong là vào kia phòng kia tắm giặt ngủ ngơi tuyệt vời đó. Xong là chờ mẹ làm xong, phụ huynh làm xong thì lại đón con. Ok, đấy là có phòng dành riêng cho khách. Còn đây là không gian này là em thiết kế là nơi để tiếp khách. Và trên này phòng bếp, dãy trên là phòng ngủ của gia đình, phòng thờ. Còn đây là dành riêng cho khách. Ở dưới này là dãy dưới này toàn cho khách. Đây là phòng ăn và đây là phòng khách mở. Trước kia em định làm kính cửa kính ấy. Chỗ này á. Phải tham gia là lên để không gian mở. Để cho mình xây dựng theo không gian mở. Khí trời. Đấy thì mọi người đi lại nó sẽ rất là thoải mái. Nhưng mình làm cửa rồi thì đương nhiên mọi người sẽ cảm thấy khách sáo, vào là bỏ giày của dép người ta sẽ ngại khách sáo. Nhưng đây là mình làm không gian mở để cho mọi người đến là ngồi chơi, thích ngồi ngoài vườn, ngồi trong này, ngồi đây thì nhìn ra bể bơi, ngồi đây thì ngắm khuôn viên kia thì có chỗ nào cũng có bàn để ngồi để ngắm, thì cho mọi người hút, có những người hút thuốc không thì sẽ người ta sẽ tự nhiên hơn. Đúng rồi, nếu mà vào trong phòng thì nó ngột ngạt, người ta sẽ cảm thấy nó không tự nhiên đó. Quý vị có thể thấy một không gian. Em thì em vợ chồng em thì được cái là hợp nhau là thiên về cái chơi tự nhiên, phong cách tự nhiên. Không thích. Còn đây là ra khu nhà bếp đúng không em? Đấy. Ăn bếp nhà ăn thì em cũng xây dựng theo một không gian mở. Ngồi đây ăn và có thể trông nom con bơi hoặc nhìn ngắm mọi thứ gần gũi thiên nhiên. Thích ăn ở trong này thì ăn, mà ra ngoài phòng khách mở ăn, hoặc là hôm nào mà thích thì vợ chồng hay con cái lại thích làm cái bàn ở ngoài sân cỏ kia, bãi cỏ đằng trước. Tức là không hết. Tất cả đều làm hướng mở. Đúng rồi, không gian mở. Đấy, rất là tuyệt vời quý vị. Đấy, từ lúc nãy là đi theo kiểu là đi ấy thôi, đi theo kiểu là đi kiểu là đường ngách lên thôi. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra quý vị ạ, cái lối này mới là lối chính.
đúng không nhỉ? Đối bên nhà chính. Đây quý vị ạ. Bên kia là vườn chơi. Nhiều khi là đến thấy vườn đẹp quá nên là phải quay vườn luôn cho quý vị và các bạn tham quan. Đây, lối này mới là lối này mới là lối cửa chính lên đúng không em? Đúng rồi anh. Đây. Đây là trước kia là khi em một cây tùng bay. Thích cây này quá. Thì là em lại thay đổi hoàn toàn thiết kế ở dưới, trước là có hoàn toàn bộ và mọi thứ ở dưới, nhưng khi em thích cây này em mua cây này mà em thay đổi hoàn toàn thiết kế. Ừ. Lắp hết hoàn bộ ở dưới này, xong rồi thay đổi hoàn toàn thiết kế, đổ mái. À. Xong là đổ mái, xong là để cây ở trên, là để xe ở dưới, kết hợp để xe ô tô ở dưới. Mình kết hợp một công đôi việc. Cây tùng bay này rất là đẹp. Có trèo được lên không? Trèo được anh ạ. Bảo cây tùng to này còn để được nữa bảo. Mình lại thì không trèo được nữa đi. Cây này thì em rất thích những cái nét nó mềm mại, làm mọi thứ nó uyển chuyển. Mình nhìn càng xa. Có cái cây này là cây em mua về đầu tiên ấy nhỉ? Cây này là em mua tầm dưa giữa. À. Khi bắt đầu mình mua mua trước hay là sau cái cặp tùng bay kia? À, cây này em mua trước. À. Xong bắt đầu mới mua cặp tùng bay đúng không? Đúng rồi. Cây này bay cũng dài đấy chứ, cây này bay dài 4 mét đấy. Ừ. Tức là tổng tàn đấy. Đây là cái gốc này là em đang mai kia em thay đất đi, thì em rồng nó nổi lên một chút để nó khoe bệ, bệ này bệ to. Nhưng cây này thì nói thật là nó không phải là đồ quá quý. Ừ. Nét đẹp thì có nét đẹp nhưng không phải đồ quá quý, vì đây nó giống như là gọi là hoa hậu có độ can thiệp. Ừ. Tức là giao theo có can thiệp rồi, nhưng mà đây là chơi theo cái nét đẹp uyển chuyển của nó thôi. Mình thực ra thì người chơi nghệ thuật ấy, thì người ta sinh ra tại sao mà có phẫu thuật thẩm mỹ đấy là như thế, đôi lúc mà không cái gì mà để tự nhiên đấy được hoàn thiện cả. Em thì em không quá nặng lề cái đấy, tức là cứ cái gì mà thể hiện được nét đẹp, mọi thứ là làm thích thôi. Ok, đây quý vị, đây bây giờ tôi bắt đầu mới xuống ngay này, đây mới là toàn bộ ấy này, đây mới là chạy này. À. Là thực ra nếu mà nói về cái giá trị thì không toàn bộ sân được, chính nhỉ. Nhưng mà lại rất nhiều người thích và bản thân em rất là thích. Khi em mua cây chạy này trước xong em mới thiết kế chỗ rồng. À. Mà em phải ngồi ghế đá kia, em ngồi mất 2 đêm. À tức là 2 buổi tối đêm ấy. Mới suy nghĩ trước là định rồng ở khu này. Rồi sau mới nghĩ là chỉ có góc này thôi để nó bay. Thế là bắt đầu là tự mình phải thiết kế, tự xây chậu. Tự xây chậu và tự làm thiết kế này để ấy, xong là thợ chỉ có việc là đắp vẽ này thôi. Đắp cái này vào đâu rồi tự mình phải xây đấy. Chậu này là chậu em xây đúng, ở trong. Em xây ở trong đấy. Xây một buổi trưa, thợ vài nghỉ trưa đấy, em xây ở trong. Xây ở trong. Không đẹp đấy, cây chay này bay tuyệt vời đấy. Nó là cái là nó đúng chỗ. À. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy cái biển giá An Tây nhá. Thì cũng không phải là giá trị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao lại có cái dòng chữ đấy? Em là một đấy à? Cái em là một là một cái nhân duyên vì gia đình nhà em, cả gia đình nhà người học Phật. Gia đình học Phật thì là học Phật nhưng chứ chưa phải là thành Phật mọi người. Đấy là đang học Phật vì cái giáo lý của nhà Phật rất là tuyệt vời. Tại con người ta nói chung là giáo lý của nhà Phật là toàn vẹn. Người ta bảo thường là viên ngọc không có vết, nhưng mà đúng giáo lý nhà Phật là không có vết, viên ngọc không có vết. Thì là khi tìm hiểu về giáo lý nhà Phật thì rất là tuyệt vời. Và khi biết đến cái ý nghĩa của câu Nam Mô A Di Đà Phật này thì gia đình nhà em lại quyết tâm là mình cố gắng mình xem cái này để là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này là nó giống như vạn càn khôn, nó chứa đựng tất cả những điều gì tốt đẹp nhất, tức là vô lượng thọ và vô lượng quang, vô lượng công đức. Thế thì tất cả mọi điều này là vô lượng năng lượng. Thế thì vợ chồng em mới thấy như thế, cả gia đình em mới bảo là như thế, thì mình treo cái biển này lên để gieo cái chủng từ kim cang, những cái từ vô lượng tốt đẹp nhất để cho mọi người khi đọc đến là người ta sẽ được hưởng những cái điều vô lượng đó. Thế là mình treo lên. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Một cái video cũng phải nói là khá là dài đấy, nhưng mà coi như là toàn bộ đủ nhân đấy, duyên thì anh chia sẻ mọi người ngắm cái cây hồng phụng ấy. Nó cũng rất là ít. À đây. Đấy. Rất là nhẽ ra định kết thúc video đấy, nhưng mà đúng là may là có ấy, có anh chủ. Rất nhiều có anh chủ nói lại cho nên là tôi lại nhớ lại cái đầu video là tôi bảo là tôi không biết tên cây của là cây gì là đây đúng không? Đúng rồi, rất nhiều người thắc mắc. Rất nhiều người không biết đến. Đúng rồi. Nhưng mà cây này là cây hồng phụng. Thì tức là cũng là những cái nhân duyên. Vì vợ chồng em thì bảo là ở đây rất là ít người chơi. Thì mong muốn là mình tại sao mình chơi và mình ở đây không phải là người khoe. Để đây là mục đích là để ở đây và điểm nhấn ở đây để cho mọi người có cơ hội để đi qua để được ngắm. Nhìn chứ nếu như bình thường thì rất là ít. Thường thường là các nhà vườn người ta chỉ trồng những cái cây lùm lùm nhỏ này thôi. Đúng rồi. Bằng cái tay này thôi. Thế thì mình cũng đủ nhân duyên thì mình
hình được cây này về. À. Gia đình với vợ chồng ấy, cây này về thì để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Các cụ bảo rồi, hoa thơm mỗi người ngửi tí. Chứ mình giấu ở trong vườn thì đóng cửa chặt vào thì ai được ngắm. À. Nhìn. Nhưng mà cái cây này là lá lúc nào nó cũng đỏ như này vậy? Anh ơi, cái tầm thời điểm này lạnh là lá này là lá không được đẹp ấy. Ừ. Chứ nếu mà vào mùa hè ấm thì lá đỏ rực lên. À thế và à? Hoa của nó nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà nó giống như con chim phụng ấy. À, tại à, sao người ta gọi là hồng phụng? Hồng phụng. Thì cái hoa của nó giống như con chim phụng. Ừ, nhưng lá nó đỏ lắm. Vào cái thời kỳ mùa hè nó đúng mùa của nó lá đỏ rực luôn. À, chứ không phải như này đâu. Tầm này là đang lạnh, cây này là hàng nhập mà. Và bây giờ nó không chịu được cái trời lạnh của mình. Nó chưa phát triển được. Đây là em đang cắt với đang phun lọc. Đang cắt, anh bắt đầu đang chuẩn bị phun lọc. Ừ, tuyệt vời đấy. Đấy, đây này đang phun lọc lá đỏ này. Ừ, đây này. À, đấy, đây này, đỏ hao như kiểu này, như kiểu đấy. Túc với lộc vừng ấy đấy, nhỉ. Đấy, đang phun lọc đấy. Ờ. Nó lạnh quá không ở mình, cái thời tiết miền Bắc nó khắc nghiệt lắm. Ừ. Chứ cái này trồng trong Nam thì là nó lên đúng như ý muốn luôn. Và hoa hay là lá như nào là muốn được như nào là sẽ được đúng như thế luôn. Thời tiết trong Nam chơi cây dễ chịu lắm, không như ngoài Bắc mình. Ngoài Bắc mình khắc nghiệt. Rồi. Tùng ngoài Bắc mình cũng chơi tùng ngoài Bắc mình cũng vất vả. Tuyệt vời. Đó, cảm ơn đấy, cảm ơn ông chủ là đã quay trở lại ngược cái đầu video, là tôi cũng đang có chính bản thân tôi có cái thắc mắc và khán giả cũng đã có được câu trả lời. Đấy, rất là tuyệt vời là anh chủ đã quay trở lại là cho quý vị và các bạn biết được cái tên của cái cây này cũng như là hàm ý tại sao anh ấy lại đặt ở đây. Vâng, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn. Ông chủ đã dành chút thời gian. Nhân duyên anh đi qua đây thì lại mời anh qua đây để chia sẻ hoặc là chơi anh em uống trà ngắm cây. Rồi, okay. Đôi lúc thì chia sẻ một chút không gian để cho anh em gọi là bên khán giả của Mạnh Bonsai được gọi là mọi người cùng giao lưu với nhau. Rồi, ok, cảm ơn em nhé. Rồi, cảm ơn Ngọ nhé. Ok, cảm ơn anh. Rồi, đấy. Chào Ngọ và chúc Ngọ luôn luôn có một sức khỏe tốt và nhanh cho anh ăn cỗ. Ok. Thế nhá.